Này, có chuyện này không biết phải nói với mày thế nào nữa. Chuyện gì? Thì chuyện cũng chưa tới đâu cả. Nhưng mà nếu tao không nói với mày á thì tao cảm giác nó bị áy náy. Còn còn nói thì tao tao chưa biết phải nói thế nào. Cái thằng dở hơi này. Tao với mày thì khác gì anh em trong nhà đâu mà vòng vo. Có chuyện gì? Thôi đi, để tao suy nghĩ kỹ đã. Nếu mà mày không nói nhá, tao đoán thử nhá. Đố mày đoán được đó. Có phải là mày định nói với tao sếp mới ở công ty của mày là Yến đúng không? Sao biết? Mày nghĩ tao là cái loại đàn ông kém bản lĩnh đấy à? Hả? Thấy người cũ là xoắn hết cả quầy à? Mày hơi bị coi thường tao đấy. Coi thường cái gì chứ? Tại vì Yến là cô gái mà từ trước tới giờ có thể khiến cho mày hồn siêu phách lạc, sức bất sang bang, điên loạn trong tình cảm không hả? Cũng đúng. Nhưng đấy là cái thằng rồ dại ở tuổi 23. Còn tao bây giờ là đầu ba rồi đấy. Giờ đối với tao ấy, Yến chỉ là một người qua đường thôi. Hả? Xinh đẹp, nhưng vẫn chỉ là người qua đường thôi. Thật chứ? Anh cứ tưởng là em không tới cơ. Anh hẹn em ra đây có chuyện gì? Nếu mà để bảo chính thức chia tay ấy, thì không cần đâu. Em đã xác định xong với anh rồi. Thì em cứ đứng đây nói chuyện với anh một chút thôi cũng được mà. Đây, ngồi đây mà học. Lên cái bật điều hòa, cuối tháng nóng tí điện chết. Em có bật điều hòa đâu, lại ngồi trên kia vẫn được mà. Thì mày cứ ngồi đây học đi, tao không canh mày nữa. Thế nói luôn từ đâu đi lại còn điều hòa. Học đi, đầu óc mày cứ trên mây ấy. Em biết rồi. Em cho anh xin lỗi chuyện lần trước nhá. Anh nghe người ta nói em khóc rất là nhiều. Anh cũng ân hận lắm. Em chẳng cần cái lời xin lỗi của anh làm gì. Mà anh có chuyện gì thì nói nốt đi, không thôi em về đấy. Nói gần nói xa, chẳng qua nói thật. Mai ơi, em đã từng vào nhà thờ họ của anh rồi, đúng không? Ừ, thì sao? Ừ.
Em có muốn sau này vào trong đấy ngồi cùng anh với các cụ nhà anh không? Ý anh là gì? Anh đang hỏi cưới em đấy à? Anh muốn sau này có những đứa con xinh đẹp như em Mai ạ. Thật không đấy? Mà thôi, nhớ em đồng ý với anh, sao anh lại bỏ em như lần trước? Em chẳng dạ. Không. Lần này anh trưởng thành hơn nhiều rồi. Em về làm vợ anh, làm con dâu của bố anh, làm cháu dâu của ông anh nhá. Này, anh cứ làm như em dễ dãi lắm để anh cứ thích yêu thì yêu, mà thích bỏ thì bỏ ấy. Em giờ cũng đã trưởng thành hơn rồi, không có chuyện đấy đâu. Xin lỗi đi. Em không muốn thì thôi, anh cũng chả ép. Dù gì thì cũng coi như là chia tay rồi. Tự dưng đòi cưới thế, ai mà quyết định ngay cho được. Ít nhất anh cũng phải thật lòng tán tỉnh em đi chứ. Không, anh lại nghĩ khác đấy. Rủ nhau ngồi chung bàn thờ là đỉnh cao của sự thật lòng rồi. Nán lên một xíu thôi. Xíu. Một chiếu nhá. Nếu em thích đi đường vòng, anh đây chẳng ngại làm chàng tài xế để vỉa vào tim em. Chiếc lá này sẽ thay cho những bông hoa đẹp nhất, nhưng tấm chân tình của anh mới là quan trọng. Mai, em đồng ý làm người yêu anh nhé. Em đồng ý. Cái phần này này, hôm trước em định hỏi anh ấy là ví dụ như anh chưa thích rõ hết rồi, cứ thế mà đọc thôi. Này, đọc cho kỹ vào. Phê đi. Ê mấy ông ơi, anh vừa đãi ăn sáng xong, bây giờ tính gài đổ cà phê nữa hả? Quên đi nha, lên công ty mà cà phê. Thì bây giờ đến lượt bọn em mời. Bọn em mời à? Vâng. Cái quán này sếp hay uống quá à? Chắc là phải ngon thì sếp mới thử đấy. Thử thôi. Anh ơi, anh thử luôn đi, tan đá mất ngon đấy. Lên phòng ăn uống. Anh lên trước đi. Bọn em đứng ngắm nhịp sống thành phố tí. Đúng rồi. Trời trong xanh, những thế anh đang cầu mày. Chiều ê. Chiều thật. Hai ông, ở đây ngắm gái thì có bài đặt. Nhanh nghe chưa? Em biết rồi. Này, cái cốc cà phê đấy mà không lao vào phòng xếp Yến, tôi đi bằng đầu. Biết đâu đấy. Này, anh nghĩ xem ăn gì ngon ngon thì đi. Quả này nhá, cho hết tháng lương luôn. Ông sao rồi hả anh Đông? Em gọi cho bố mà không thấy nghe máy. Chắc bố đang phơi quần áo nên không để ý đấy. Ông thì vẫn thế thôi. Động vào người là dê nữ. Anh nhờ nói với bố là chiều tối nay em sẽ đưa bác sĩ về. Kệ mày.